Tôi vừa phát hiện ra một cái bí kíp truyền thông của chị Hằng à, mà cái bí kíp này á không ai có thể là bắt chước được nha bà con. Đã, bí kíp này phải nói là rất là độc chiêu à, bí kíp độc chiêu. Mà nhờ cái bí kíp này thì chị Hằng mới có thể là gây những cái ấn tượng rất là mạnh, làm cho những cái thông điệp truyền thông đã, và cái thương hiệu của chị ấy là lan tỏa một cách mạnh mẽ. Mà tôi nói trước đây có những người mà nói rằng là cần phải học chị Hằng về cái vấn đề truyền thông này đấy. Đây bây giờ tôi mở cho bà con nghe cái đoạn này xong rồi tôi phân tích tiếp nha. Đây 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 mời bà con nghe rồi xong. Cái này thì sẽ thực hiện lại đúng không? Thì Nguyễn Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo luôn, con nó quốc không sửa khác nào, và quan trọng là quốc ai, quan trọng là quốc ai không sửa khác nào. Đó thì ở cái chỗ này thì tôi phân tích là bà con có thấy rằng là bữa hôm trước thì chị Hằng chị nói sẽ quất thầy Minh Tuệ, nhưng bây giờ chị là không quất thầy Minh Tuệ nữa đúng không, nhưng mà chị vẫn bảo lưu cái quất, nhưng quan trọng là quất ai. Vậy thì cái bí kíp nó nằm ở chỗ này bà con, nó nằm ở cái chỗ này, có nghĩa rằng trong cái cách làm truyền thông của chị ấy thì kiểu nào chị ấy cũng phải quất à. Đấy có nghĩa là chị không thể không quất, để bà con thấy đi đúng không. Từ cái hồi mà chị ấy mới lên thì chị ấy quất ai, quất ông Đỗ Hoàng Yên à, ông Võ Hoàng Yên đúng không, xong đó quất qua Hoài Linh, xong đó rồi là quất qua Trấn Thành, rồi Đàm Vĩnh Hưng là nhảy vô là cũng bị quất, rồi xong quất qua Thủy Tiên, rồi quất 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 riết quất riết à. Cuối cùng quất đến ông Phan Văn Mãi thì khi đó tới cái lúc đó thì là ngừng, coi như xong là cái phần một à. Thì trong cái thời kỳ đó tiếng tăm chỉ lên mà phải nói rằng là lan tỏa vô cùng phải không. Đến lúc bà con nhớ cái lúc mà cái công ty gì đó mà nó bán tivi ấy, đó, bán cái tivi mà cũng bán được là coi như là cả bao nhiêu nghìn cái tivi để người ta mua về người ta xem à, chỉ live stream, có nghĩa rằng là không có một cái sự kiện truyền thông nào mà nó mạnh mẽ hơn, mà nó lan tỏa đến cái mức độ như vậy. Thì cái thời kỳ đó cũng nhờ quất à, không quất là không được. Và bây giờ sau khi chị từ chị về lại đời ha, về đời lại từ An Phước về đời lại thì đầu tiên thì hình như là cái buổi đầu đầu tiên là chị đã quất rồi đúng không à, buổi đầu tiên là quất An Phước rồi đã, tôi còn nhớ hình như cái buổi gặp gỡ đầu tiên là đã quất An Phước rồi, rồi sau đó là thấy quất An Phước là cũng chưa chưa gây ấn tượng lắm, và chị làm một cú cực độc đáo đó là quất thầy Minh Tuệ. Và bà con thấy không, khi mà chị tuyên bố quất thầy Minh Tuệ là lập tức hiệu ứng truyền thông nó lên rào rào, nó lên rào rào, không có cái sự kiện truyền thông nào mà lan tỏa bằng cái sự kiện truyền thông mà chị Hằng đòi quất thầy Minh Tuệ. Tôi nói thật sự à, lên lan tỏa ghê lắm à, tôi nghĩ mà giá như những người mà làm phim chiếu rạp á, mà họ mà được cái lan tỏa như vậy thì phải nói rằng là họ hốt bạc các bà con, hốt bạc chứ không phải đùa đâu. Hoặc là một cái sản phẩm gì đó mà được truyền thông mà nó lan tỏa cỡ như vậy, tôi nói thật đó, giàu không thể nào mà tưởng tượng được à, chỉ coi như qua 3 4 tiếng đồng hồ thôi là trên mạng xã hội là coi như người người là nhà nhà đều là à, nhảy vào cái drama đó, đó đến cái mức mà coi như là cái buổi tối đó tôi mở lên là mở đâu cũng cũng thấy nói về cái câu chuyện chị Hằng quất thầy Minh Tuệ à, và bây giờ thì nó có nguội bớt là bởi vì chị Hằng tuyên bố không quất thầy Minh Tuệ nữa, nhưng nó vẫn còn chưa nguội hạ lắm nha bà con. Và bây giờ chị tiếp tục à, chị nhấn mạnh là chị sẽ quất ai đó và nó là nóng lại. Bây giờ mọi người chờ cho đến là ngày 20 xem thử chị quất ai, được không? Xem thử là
chỉ tung chiêu chỉ với một cái đối tượng mới là ai. Thì mạng xã hội nó bây giờ cũng đang nó nóng âm ỉ nóng, cho đến chiều 20 thì nó sẽ bùng nổ. Và sau khi chiều 20 chị quất xong thì tôi nghĩ rằng là trong cuộc đời của chị làm truyền thông, nếu chị không lên mạng nữa thì thôi, mà chị lên mạng chị phải quất. Chị quất từ người A đến người B đến người Z. Đó là bí kíp của chị. Có nghĩa rằng là không thể ngừng quất. Tôi nhớ có cái bộ phim hay là cái chuyện gì mà gọi là không thể ngừng yêu bà con. Không thể ngừng yêu. Đây chị rằng là không thể ngừng quất bà con ạ. Không thể ngừng quất. Bởi vì chị quất là bí kíp để là làm cho nóng truyền thông và để tạo thương hiệu, tạo fan, tạo sự ủng hộ. Đúng không? Thì Nguyễn Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bỏ luôn cho nó quất không trường khác nào. Và quan trọng là quất ai. Đó. Quan trọng là quất ai không trường khác nào. Đó. Chứ còn thí dụ như nếu mà bình thường như người khác thì sau khi thông báo là chị không quất thầy Minh Tuệ rồi là chị sẽ dừng. Người ta sẽ dừng. Nhưng mà ở đây không. Ở đây là chị Hằng tiếp tục tuyên bố tôi sẽ quất. Nhưng mà quan trọng là quất ai. Có nghĩa rằng là không thể ngừng quất. Cho nên đối với chị Hằng là không thể ngừng quất. Kể từ ngày chị biết quất cho đến nay, tức là vào tháng 3 năm 2021 quất ông Võ Hoàng Yên, thấy không? Kể từ cái thời điểm đó cho đến bây giờ là chị không thể ngừng quất. Đó, mới ra cái quất An Phước liền, bà con nhớ không? Đó, quất hai vợ chồng vị giám thị liền, đúng không? Đó, xong mấy bữa nay cũng tiếp tục quất là cái chỗ trại giam An Phước. Nhưng cái đó thì gọi là mới quất mở đầu thôi. Đó, và cái bùng nổ vẫn là quất thầy Minh Tuệ. Tôi đang suy nghĩ không biết tới đây thầy sẽ, chị sẽ quất ai đó mà phải có khả năng bùng nổ. Với chị là phải quất là quất cá bự, đúng không? Chứ không quất là nhỏ lẻ, đúng không? Vậy thì bây giờ quất ai bây giờ ta? Chị là một người mà gọi là làm truyền thông dựa trên cái yếu tố bí kíp là phải quất mà, đúng không? Không quất là không thành truyền thông. Đó, không thành truyền thông Nguyễn Phương Hằng. Đó, cái này có thể là các cái trường mà marketing hoặc là mấy cái trường mà dạy về báo chí rồi này kia cái nọ bà con. Đó, báo chí sự kiện đó. Thấy không? Thì có thể lấy đây và biến tấu ra để đưa vào cái giáo trình gọi là giáo trình tạo sự kiện truyền thông. Đó, phải nói là rất là hay chứ không phải đùa đâu.